cool là trời, mấy cái dòng của Yakawa tem này bây giờ nó mấy cái dòng này là toàn là nó đổ keo như thế này này, mà vô tình mà chặt đứt dây một phát là tiêu luôn. Mình đục bao nhiêu cái rồi nhưng mà lâu lâu cũng bị chấn đứt một xíu. Cái loại này thì 500 nó rất là đẹp nha các bạn. Đây 500 nữa đây. Cái dòng này được cái 7,5 kg là nó dài. Mình đưa gang ra như thế này này. 8 cực. Đây thì các bạn đếm thử bao nhiêu từ 8 cực từ. Mỗi cái như này là 2, 4, 6. Đấy 500 thì nó như thế này đây. Rất chi là xịn sò. Nhìn là không là đã thấy thèm rồi. Quá đã luôn. Thôi giờ đục ra để đấu lại một pha 220. Cái này những cái này là khách yêu cầu đấu ra một pha, còn nếu mà anh em chơi điện gió hay là gì đó thì đấu ra ba pha được lợi thế là công suất nó sẽ lợi thế hơn là một pha nha các bạn. Một pha nó bị giảm hiệu suất đi rất nhiều. Nên là nhiều anh em nếu mà chơi điện gió hay là ấy thì mình nên xài 3 pha cho nó ngon hơn. Không nên đấu về một pha. Một pha giảm công suất đi rất là nhiều. Đây chỗ mình làm như thế này này. Đó,